Văn hóa Hà Nội 10 giây khác Sài Gòn như thế nào? À, để xem có ai đấy. Một tên. Ui. Ui, ba tên luôn, bốn luôn, xe đạp luôn. Rồi 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 rồi. 5. Trời ơi, 13 giây. Sài Gòn thế này là bị tông này. Hà Nội không vội được đâu mà thấy mọi người vội thế. Đặc sản Sài Gòn, một con có 3 giây kìa. Anh em, cái này là đặc sản Hà Nội. Đặc sản Hà Nội. Lần này để mình ghé thử nha. cái này là mình rẽ phải à quên. Còn mày một giây này. Đấy đấy. Văn hóa.